trong tổ chức, Ban giám khảo hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề Đường về nhà. Lời đầu tiên, cho phép đội chúng tôi xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Đội chúng tôi đến từ công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, là trường nằm trên địa bàn xã Chư Bơn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đa số người dân ở đây là người dân tộc Gia Rai, trình độ của người dân còn hạn chế, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông chưa cao, người dân còn thờ ơ, ỷ lại, có suy nghĩ chủ quan, đặc biệt là lớp thanh thiếu niên, học sinh hiện nay. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ luôn cưng chiều con quá mức nên xảy ra tình trạng đáng tiếc không mong muốn. Đến với hội thi hôm nay, công đoàn cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng xin được thể hiện tiểu phẩm dự thi có tiêu đề Lỗi tại ba em. Tác giả quay video clip Hoàng Văn Lệ, đạo diễn Nguyễn Tiến Cường, với sự diễn xuất của các đoàn viên công đoàn Phạm Văn Hồng trong vai Ba Na, Phan Thị Xuân Phương trong vai mẹ của Hân, Nguyễn Thị Liên trong vai Na, Nguyễn Thị Yến trong vai cô giáo, Nguyễn Thị Hiền trong vai Hân. Sau đây, tiểu phẩm của đội chúng tôi xin phép được bắt đầu. Các con theo. Sáng giờ mới uống mấy ly nước trà mà đã đến giờ đưa đón con đi học rồi. Suốt ngày chỉ mỗi việc chạy tới chạy lui đưa rước mấy đứa thôi mà hết ngày để tao. Thôi, chắc tao uống sau tôi phải đi đón con cái. Ba không mang mũ để cho con hả ba? À, bà quên, và tôi mũ nón gì con? Từ trường về nhà có xa xôi gì đâu, mà công an nó có vào đường trong này đâu mà độ với chả không. Nhưng mà cô nhận mà ba, cô nhận tụi con á là phải chấp hành tốt luật an toàn giao thông. Người điều khiển xe máy và người ngồi xe máy đều phải được có hiểu đó ba à. Hôm trước các chú công an còn qua trường tuyên truyền về luật an toàn giao thông đó ba à. Cô nào, mi nói cho toa nghe. Ba chở con đi học và đưa đón con về. Mà công an có vào đây đâu mà con. Con đi đâu ba? Con đi đâu ba? Có đi lên không thì nói. Đó ba còn ghé vào quán để ba mua đồ ăn chứ. Đến bây giờ là muộn thời gian rồi. Dạ. Nhưng mà lần sau ba nhớ mang hộ chủ cho con nha ba. Ba đội mũ cho ba, ba không đội mũ cho con. Vậy ba chỉ bảo vệ cho ba chứ ba không bảo vệ cho con hả? Ờ thì ba biết là như thế. Nhưng ba lớn thì ba đội, chứ con còn nhỏ con đội chi. Ba đội vào đây này là để cho người ta biết được rằng ba bảo vệ cái đầu. Hơn nữa người ta cần biết được là ba chấp hành tốt về cái luật an toàn giao thông. Chứ thực chất ra cái đầu của ba thì ba đâu có bảo vệ. Mà thôi, mày nói nhiều quá. Lên xe đi ba, chở vèo cái là về đến nhà nha. Tại tôi à? Tại con bà chứ tại tôi à? Chạy xe mà nhanh dữ vậy? Ủa? Sao? Tan học rồi các em chưa về? Các em bị sao vậy ạ? Chúng em chào cô ạ. Các em có bị sao không? Bây giờ đi lên. Xin chào cô giáo, cô xem cô xử giùm cái anh này nè, anh đi đón con á, anh chạy thiệt nhanh luôn á, anh tông vào con tôi này, lờ hết trong tay này. Tại tôi sao? Tại con bà chứ, mà bà con tôi bắt đền tiền đó cô. Bây giờ nó chạy hết thì phải lấy tiền gì mua thuốc cho cháu mà uống cho tha chứ. Thôi tôi hiểu rồi, ở đây là đường chúng ta nó chỉ không có tiền. Bây giờ tôi mời hai bậc phụ huynh và cái phòng sinh chúng ta làm cái trong cô biết rồi, từ nay cô phải được đi nó thôi, nếu như mà nó có chuyện gì không?
thấy chưa, tôi đã nói là vợ không phải là tại tôi rồi mà chị ta còn bắt tôi đền tiền. Thưa anh, ở đây lỗi của anh là nhiều đấy ạ. Ra là học sinh với tôi, và trong lớp thì cô cũng đã nhắc nhở các em rất nhiều lần khi tham gia giao thông được bảo hiểm, nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy anh chở cháu về thì không được bảo hiểm. À, từ nhà tôi đến đây tôi có một xíu thôi, thế nên tôi cũng lơ đãng là cũng không mang mũ bảo hiểm cho cháu. Dạ, thưa anh, theo quy luật giao thông thì tổng điểm nhà trường cả học sinh tham gia đều phải đội mũ bảo hiểm trên đầu. Nhưng mà theo tôi được biết thì luật là ngoài đường quốc lộ, ở ngoài đường lớn, chứ trong cái đường nhỏ này thì theo tôi nghĩ là còn được có luật thôi. Thế thì anh sai rồi đấy ạ. Thật hình ra là tôi không thấy gì. Anh có thấy cái biển báo tín hiệu giao thông ở những trường không? Bất cứ quy định là giao thông hay nào tôi đến cũng đều phải giải tốc và chạy chậm lại, vì anh chạy nhanh nên mới tai nạn. Vậy trong trường hợp này tôi không phải con bé là tôi đứng tôi sai. Trong trường hợp này thì cả hai đều sai. Cái sai của anh là chạy quá nhanh, còn cái sai của bé không là đi qua đường này. Và cái trò nhà qua nói nhiều, tôi đã qua đây thì tôi cũng xin lỗi chị và mong chị đã bỏ qua cho. À thôi, tôi cũng xin lỗi anh, tôi cũng hơi quá đáng mà cũng bắt anh lên tiền để nó ăn cái cảnh đó. Dạ, cảm ơn chị nhé. Anh và chị hiểu được như vậy là tốt rồi. Câu chuyện này thì cũng chưa cô giáo và thưa một chị phải nói rằng là trong cái nhà trường ngày nay thì phải nói rằng trong công tác văn hóa nhà trường đã giáo dục và đào tạo các em về luật an toàn giao thông rất chi là tốt, và phải nói là các em đã thực hiện và tương đối được nghiêm túc. Tôi mặc dù đã là bằng bấy nhiêu tuổi đầu rồi, nhưng mà phải nói rằng cái luật giao thông thì nó vẫn còn kém và cần phải bổ sung văn hóa rất là nhiều. Thì qua đây tôi cũng xin hứa với cô về thì sẽ cố gắng chấp hành nghiêm túc về luật an toàn giao thông, nhắc nhở cháu tham gia vào công tác giao thông, đặc biệt là vấn đề về mũ bảo hiểm khi đến trường và đưa đón con đúng giờ giấc và đảm bảo đúng tốc độ, cũng như là các cái điều kiện trong luật giao thông. Không có gì hơn thì qua cái sự việc hôm nay cũng cảm ơn chị đã bỏ qua cho tôi, và cô cũng đã mở mang kiến thức và giúp tôi hiểu thêm về luật an toàn giao thông này, thì mong cô và chị thông cảm. Dạ, vậy thì sắp tới là nhà trường công đoàn có mời công an về để nói về anh hay không ấy. Thì cũng rất là mong anh chị sắp thời gian để tham gia cùng với con mình để cùng nghe thêm về anh hay không, để hiểu thêm nữa. Vậy chúng con cũng cảm ơn cô giáo rất là nhiều ạ. Con xin lỗi bác đi, cũng là lỗi sai của con mà. Con xin lỗi bác. Rồi. Vậy thì chúng ta cùng hô to khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc mọi nhà nhé. An toàn giao thông là